Và với câu hỏi đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì câu hỏi này xin được mời anh Tuấn rồi ạ, yếu tố về pháp lý thưa anh. Và một câu hỏi như sau, cho tôi hỏi sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng mà người chồng thì qua đời rồi, thì bây giờ vợ muốn thu xếp tài chính trên Mây Finance thì có được không? Và với câu hỏi này xin được nhờ anh Đỗ Tuấn ạ, cùng giải đáp cho các anh chị về câu hỏi về liên quan yếu tố về pháp lý ạ. Dạ vâng ạ, thì để mở đầu về cái câu hỏi liên quan đến pháp lý này thì em xin trả lời như sau ạ. Thì đối với tài sản mà của hai vợ chồng, đứng tên hai vợ chồng mà người chồng đã qua đời ấy, thì trước tiên để mà thu xếp tài chính được ở Mây Finance thì người vợ còn lại thì phải và các thì phải làm cái thủ tục liên quan đến mở thừa kế. Thủ tục mở thừa kế này thì là mục đích là xác định các cái người ở hàng thừa kế thứ nhất của người chồng lại. Thì theo quy định của pháp luật về thừa kế và thì những cái người ở hàng thừa kế thứ nhất là đều có quyền thừa kế và đều được hưởng quyền lợi nó liên quan đến cái tài sản là cái quyển sổ đỏ này. Thế nên là bắt buộc thì mình phải thực hiện cái thủ tục mở thừa kế trước để xác định là cái tài sản hiện tại là sẽ do những cá nhân nào có quyền định đoạt. Thì hàng thừa kế thứ nhất thì bao gồm theo quy định của pháp luật gồm có vợ, con ruột và bố mẹ của người chồng là hàng thừa kế thứ nhất. Thì sau khi quá trình mở thừa kế thì lúc đấy thì thông qua việc mở thừa kế thì họ thì sẽ xác định được chủ sở hữu của cái thức của cái tài sản đấy hiện tại, và lúc đấy thì mình mới thực hiện cái thủ tục thu xếp tài chính nếu như khách hàng có nhu cầu. Và những cái người mà đồng thừa kế hoặc là sau quá trình thỏa thuận trong gia đình mà để xác định những người mà đứng tên chủ sở hữu sổ cái sổ đỏ đấy tại thời điểm mà sau khi mở thời điểm mở thừa kế thì sẽ thực hiện các cái giao dịch Mây Finance để tiến hành thu xếp tài chính. Cái việc mà mở thừa kế này ấy, thì mình có thể là liên hệ với các cái văn phòng công chứng hoặc là các cái thực hiện tại ủy ban nhân dân xã phường để thực hiện cái thủ tục mở thừa kế này theo quy định của pháp luật. Thì em xin trả lời câu hỏi của anh chị được ra đấy. Vâng, xin nhờ anh Tấu hãy làm rõ hơn một chút được không ạ? Vậy thì với thủ tục thừa kế như vậy thì chúng ta có quy trình thực hiện như thế nào ạ? Có cần nhất thiết phải ra các cơ quan nhà nước như là tòa án không ạ? Trong việc làm thủ tục về thừa kế này không anh? Dạ không, thì theo quy định của pháp luật thì nếu như tất cả các đồng thừa kế mà đồng thuận về vấn đề là phân chia di sản thừa kế của người đã mất ấy, thì hoàn toàn có thể thực hiện tại các văn phòng công chứng hoặc là ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc mà người đã mất đang cư trú, và không nhất thiết phải qua tòa án. Còn nếu như giữa các đồng thừa kế phát sinh các cái tranh chấp nó liên quan đến xác định quyền 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 thừa kế của cái tài sản đấy thì mới phải giải quyết thông qua con đường tố tụng tại tòa án. Vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Và xin được chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi này thầy xin phép được đọc như sau ạ. Khi cộng đồng triển khai Mây Finance ở các tỉnh thành và các văn phòng tỉnh thì sẽ có ai là người đứng ra lãnh đạo Mây Finance và hỗ trợ về thủ tục pháp lý hoặc các thủ tục liên quan khác? Vì hiện tại bây giờ 90% các văn phòng không có chuyên môn về làm thủ tục pháp lý về ngân hàng. Và câu hỏi này thì xin phép được nhờ anh Thanh Tùng ạ, giám đốc dự án để giải đáp cho các anh chị xung quanh về câu hỏi về cái sự hỗ trợ trong việc về pháp lý như về các thủ tục khi mà các văn phòng tại các tỉnh có nhu cầu về thu xếp tài chính hay về đầu tư ạ. Mà xin nhờ anh Thanh Tùng ạ. Dạ vâng ạ. Thì câu này xin phép chia sẻ như sau ạ. Thì trong cái thời gian đầu ấy là chúng ta chưa có các cái văn phòng kinh doanh chuyên nghiệp ở các tỉnh. Thì đối với các cái bộ hồ sơ đầu ấy thì bộ phận pháp lý cũng như là bộ phận thẩm định của Mây Finance trực tiếp hỗ trợ các cái thủ tục liên quan đến thu xếp tài chính tại các văn phòng tỉnh. Tức là mọi người có thể gửi hồ sơ về cho hội sở của Mây Finance là cho anh Tuấn, cho anh Lâm. Thì sau đó bộ phận pháp lý với cả bộ phận thẩm định sẽ kiện toàn lại tất cả các cái hướng dẫn cũng như là quy trình và thủ tục để mà hướng dẫn trực tiếp các anh các chị tại văn phòng và có thể chủ động được với các cái thủ tục trên. Ví dụ như là liên hệ với văn phòng công chứng nào thì anh Tuấn anh ấy cũng có thể tự liên hệ cái văn phòng công chứng đấy cho mọi người tại tỉnh luôn, và văn phòng công chứng đấy soạn hồ sơ và sau đấy chuyển lại cho mình. Thì cái cách hỗ trợ nó sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ rất là linh hoạt bởi vì thời buổi 4.0 rồi thì nó không những cái vấn đề mà về địa lý nó không còn phải là một cái trở ngại nó quá lớn nữa. Thì để chủ động đối với các thủ tục trên ấy thì như em có chia sẻ là đội ngũ của Mây Finance sẽ hỗ trợ từ xa. Đó, và trong thời gian tới thì chắc chắn là chúng ta sẽ mở các cái văn phòng kinh doanh chuyên nghiệp
ở tỉnh. Tuy nhiên là chúng ta cần phải kiện toàn cái bộ máy ở hội sở đã. Hiện tại bộ máy ở hội sở vẫn đang hơi thiếu nhân lực và vẫn chưa hoàn thiện xong các cái về công nghệ và quy trình. Thế nên là cần phải làm rất nét ở trong cái giai đoạn này trước khi mở rộng quy mô ra. Chúng ta đi chậm một chút nhưng mà chúng ta chắc. Vâng, cảm ơn anh Tùng ạ. Và xin được chuyển sang câu hỏi số 3 và một câu hỏi về yếu tố pháp lý, thưa anh chị. Xin phép đọc như sau. Tôi thắc mắc trong hợp đồng không có mục nhận, không có mục nhận lợi tức hàng tháng. Vậy thì cho hỏi rằng mục lợi tức này sẽ được ghi trong văn bản nào? Và xin được mời anh Đỗ Tuấn ạ, để giải đáp cho anh chị về câu hỏi này liên quan đến lợi tức trong hợp đồng ạ. Vâng ạ, thì đối với cái phần lợi tức của nhà đầu tư khi mà thực hiện đầu tư cùng mấy Finance thì hiện tại thì trong hợp đồng không ghi, tuy nhiên là trong 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 cái bộ hợp đồng ấy, nó sẽ gồm có ba cái văn bản. Thứ nhất là cái hợp đồng hợp tác đầu tư, thứ hai là cái văn bản chuyển giao khoản đầu tư, và thứ ba là cái giấy xác nhận khoản đầu tư. Thì mọi người để ý là tuy là trong cái hợp đồng không có ghi, nhưng mà ở trong cái phần mà văn bản chuyển giao khoản đầu tư thì nó đã thể hiện toàn bộ, nó liên quan đến việc là cái số tiền mà nhà đầu tư đã đầu tư với Mayfinance, rồi là cái lợi tức nhận từng kỳ cụ thể và từng thời gian chi trả của cái lợi tức là như thế nào. Và trong hợp đồng cũng quy định là cái văn bản chuyển giao là một phần không tách rời và là một bộ phận của hợp đồng. Thế nên là về mặt hợp đồng thì để cho tránh những cái trường hợp nó rắc rối về mặt số liệu ấy, thì bên team Mayfinance đã thiết kế để làm sao toàn bộ cái phần mà thể hiện về về số tiền đầu tư cũng như là về lợi tức của nhà đầu tư nhận được thì nó nằm ở riêng một cái văn bản, đấy là cái văn bản về chuyển giao khoản đầu tư. Thì để các nhà đầu tư muốn nhìn thấy cái phần lợi tức và cái số tiền đầu tư và cái thời gian nhận được thì mình có thể xem ở cái văn bản chuyển giao khoản đầu tư, thì nó đã thể hiện rất là kỹ và cụ thể rồi. À, vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Và xin tiếp tục chuyển sang câu hỏi thứ tư ạ. Xin đọc như sau. Chi phí khi Mayfinance đi thực địa khảo sát bất động sản của người cần thu xếp tài chính thì chi phí này Mayfinance sẽ chịu hay chia sẻ như thế nào? Và với câu hỏi này thì xin phép được mời anh Thanh Tùng ạ, có thể giải đáp cho anh chị ạ. Ừ, thì trong cái giai đoạn đầu ấy thì đối với các cái tài sản này thì Mayfinance đang hỗ trợ khách hàng cái số tiền thẩm định trên. Tuy nhiên là sau khi mà đi vào vận hành ổn định ấy và chúng ta có công nghệ nó ok rồi thì Mayfinance sẽ ban hành một cái cơ chế thu phí đối với cái việc mà đi trực tiếp thực địa và khảo sát tài sản này, và cái biểu phí sẽ do Mayfinance ban hành và áp dụng trong từng thời kỳ. Thì mọi người có thể thấy là trong giai đoạn đầu này Mayfinance đang đưa ra rất là nhiều các cái ưu đãi dành cho các khách hàng mà có nhu cầu thu xếp tài chính, và kể cả các khách hàng mà không có nhu cầu thu xếp tài chính luôn. Trong khá là nhiều bộ hồ sơ mà Mayfinance nhận được thì Tùng cảm thấy là gần như là các anh các chị gửi hồ sơ là chỉ mong muốn là xem cái nhà của mình định giá được bao nhiêu thôi, chứ thực ra là cũng không có nhu cầu thu xếp tài chính. Thì những cái này thì bên Mayfinance họ vẫn vẫn thẩm định và trả kết quả cho các anh các chị thôi. Tuy nhiên là về sau để chúng ta tránh cái câu chuyện như thế này thì chúng ta sẽ phải ban hành ra một cái mức phí tiêu chuẩn. Tất nhiên là cái mức phí này cũng rẻ thôi, nó sẽ rẻ hơn so với thị trường bởi vì là chúng ta có áp dụng công nghệ vào và cái tốc độ xử lý nó cũng sẽ rất là nhanh. Trong cái thời gian tới Tùng cũng chia sẻ luôn là chúng ta sẽ kết hợp làm cái phần thẩm định tự động. Thì khi mà mọi người mà đăng tải cái tài sản của mình lên trên đó thì mọi người có thể thấy được các cái thông số liên quan đến thẩm định của Mayfinance sơ bộ. Thì cái này là việc chúng ta tích hợp cái con Mayvalue và con Maymap vào, kết hợp cùng với dữ liệu của các cái đối tác khác để mà trả ra được kết quả chính xác nhất cho mọi người. Thế nên là cái phí nó sẽ rất là rẻ. Vâng, cảm ơn anh Tùng ạ. Một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Một câu hỏi của anh chị có ID là 999 iPhone đặt ra rằng cho mình hỏi sắp tới bao giờ sẽ lên kệ sản phẩm mới của Mayfinance ạ? Và một câu hỏi cũng rất là nóng đúng không ạ? Xin nhờ anh Tùng ạ. Anh thấy hỏi câu này thực sự là Tùng cũng rất là ngại khi mà phải nói với mọi người là đến cái thời điểm hiện tại là Mayfinance chưa có sản phẩm nào lên kệ. Tuy nhiên là Mayfinance sẽ cố gắng sắp xếp những cái sản phẩm mới nhất trong có thể là trong tuần tới để mà có thể đưa tới cho mọi người. Đó, bởi cái lý do mà tại sao đến thời điểm hiện tại ấy là chưa có cái sản phẩm mới ấy, thì thực sự là em cũng phải chia sẻ rất chân thành với mọi người, đó là cái quy trình về thẩm định của chúng ta đang siết lại nó rất là chặt. Hiện tại ấy, cái cơ chế thẩm định của chúng ta sẽ qua 3 vòng, là đầu tiên là anh Lâm, xong đấy sẽ tới bộ phận tái thẩm định của tập đoàn, xong sau đấy là lên hội đồng đầu tư. Thì đối với một cái cơ chế thẩm định nó rất là chặt chẽ như vậy,
thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái cơ chế về quản trị rủi ro nó rất là chặt và đảm bảo cho các nhà đầu tư của chúng ta gọi là ăn ăn ngon ngủ yên sau đầu tư đó. Đó. Thì tuy nhiên cái câu chuyện nó sẽ đánh đổi với cái việc là cái sản phẩm của chúng ta có thể đưa lên chậm một chút, thì cái việc này ấy, là May Finance đang cố gắng, đang thực sự là cố gắng hàng ngày luôn đấy. Cố gắng đến cái mức mà ngày nào anh Tùng khối phát triển thị trường này hay là anh Thái này cũng nhắn tin hỏi em là có sản phẩm mới chưa, mà em muối mặt quá em không dám trả lời. Cái này là thực sự là cũng phải chia sẻ chân thành. Thì cái giải pháp của May Finance đưa ra ở đây là May Finance đang rất là nỗ lực để mà cố gắng tích hợp tất cả các công nghệ của tập đoàn để đưa vào một cái cơ chế thẩm định tự động để rà soát hồ sơ nhanh hơn, để chúng ta lọc được các cái tài sản chất lượng hơn, để khi mà một khi đã lên thẩm định tái thẩm hay là hội đồng đầu tư là nó sẽ được phê duyệt luôn. Ngoài ra sẽ bổ sung thêm nhân sự cho bộ phận thẩm định để họ có thể sát với công việc hơn và cung cấp cho mọi người nhiều sản phẩm đầu tư hơn. Thì cái nhược điểm nó chậm là như vậy. Tuy nhiên đối với cái tương lai dài hạn ấy thì chúng ta khá là cảm thấy an tâm đối với các cái sản phẩm đầu tư khi mà May Finance đưa lên để cho mọi người đầu tư. Thì cái đấy mới là cái mục đích quan trọng, chứ không phải là cái câu chuyện lời lãi ở trước mắt. Đó là toàn bộ những cái lời tâm sự mà em có thể chia sẻ trong thời điểm này và rất mong mọi người có thể thông cảm. Vâng, cảm ơn anh Tùng ạ. Và xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Và xin được đọc câu hỏi số 5. Câu hỏi này liên quan đến tố về pháp lý rồi ạ. Cho em hỏi là giờ nhà đầu tư không có nhiều tiền mà chỉ có 1 triệu trở lên, nhưng muốn đầu tư thì mỗi khi chuyển tiền vào để đầu tư thì lại phải làm thủ tục và hạn mức đầu tư theo tháng ạ. Và câu hỏi này xin được mời anh Đỗ Tuấn ạ chia sẻ giải đáp cho anh chị đặt ra câu hỏi này. Dạ vâng, thì đối với câu hỏi này thì cái mục tiêu của các sản phẩm May Finance là đưa các cái sản phẩm về đầu tư bất động sản đến với rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ có những cái số vốn mà không được nhiều để mà đầu tư trực tiếp vào một bất động sản. Thế nên là 1 triệu hay là 10 triệu hay là mấy chục triệu nó không quan trọng. Quan trọng là khi mà mình có tiền nhàn rỗi và tin tưởng vào những sản phẩm của May Finance thì hoàn toàn có thể đầu tư. Thì đối với việc khi mà khách hàng có nhu cầu đầu tư với số tiền nhỏ như vậy thì là trong trên trên cái app hiện tại thì cái anh chị thấy thì cũng chưa nhiều rõ hàng, nhưng mà sau này thì rất nhiều các cái sản phẩm liên quan đến đầu tư sẽ được đăng tải trên app May Finance. Vậy thì khi mà nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi thì có thể hoàn toàn vào app lựa chọn những cái sản phẩm đối với những cái kỳ hạn mà nó phù hợp với lại cái số tiền tài chính và mong muốn thời gian đầu tư của mình để thực hiện đầu tư. Và cái thủ tục thì rất là đơn giản thôi, mình sẽ thao tác trên app lựa chọn các cái sản phẩm mà mình muốn đầu tư và thực hiện đầu tư thông qua các cái thao tác mà được hướng dẫn trên app, và không phải thực hiện các cái thủ tục nó liên quan đến mở hạn mức hay là làm tất cả các thủ tục nó rắc rối như ở ngân hàng, và mình hoàn toàn có thể thực hiện một cách online trực tiếp ở trên hệ thống là app MyFinance. Thì cái này rất dễ thao tác anh nhận thấy, và không không cần phải các cái thủ tục nó liên quan đến mở đầu tư như 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 câu hỏi đặt ra. Vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Và sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo ạ. Một câu hỏi về hồ sơ. Hồ sơ của người cần thu xếp tài chính gồm những thủ tục gì? Và Thái nghĩ rằng câu hỏi này được anh chị đặt ra chắc là anh chị cũng đang có nhu cầu thu xếp tài chính đúng không ạ? Và với câu hỏi này xin được mời anh sự quay trở lại của anh Thanh Tùng ạ để đáp cho anh chị về câu hỏi này. Dạ vâng ạ, thì trong cái câu hỏi này ấy, thì đối với cái thời gian đầu thì chúng ta chỉ làm bất động sản thổ cư đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đủ điều kiện chuyển nhượng rồi, thì hồ sơ của người cần thu xếp tài chính thì nó sẽ bao gồm các cái bộ hồ sơ nó rất là cơ bản giống như chúng ta giao dịch bất động sản thông thường á. Tại văn phòng công chứng người ta cũng hay yêu cầu đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, trích lục này, sơ đồ thửa đất này, hay là hồ sơ pháp lý của chủ tài sản bao gồm căn cước công dân, đăng ký kết hôn hoặc là xác nhận tình trạng hôn nhân, hoặc là văn bản cam kết tài sản riêng nếu có. Đó. Thì không biết là em có thiếu cái gì không thì nhờ anh Tuấn bổ sung thêm. Tuy nhiên là đối với các cái giao dịch trước đây mà bản thân em đi làm thì cũng chỉ thế này thôi. Vâng, Đó. hồ Đấy, sơ đấy là đối thì với bất động như sản thổ cư. đúng không, bất động sản thổ cư. Còn đối với bất động sản mà hình thành trong tay, có nghĩa là đối với lại ví dụ chung cư hoặc biệt thự mà hiện tại chưa giao sổ mà đã bàn giao tài sản thực địa rồi ấy, thì sẽ cung cấp thêm các cái hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, các cái giấy tờ pháp lý nó liên quan đến dự án đấy thì đấy. Tuy nhiên thì hiện tại thì các cái tài sản mà MyFinance đang hướng tới chủ yếu là bất động sản đã hình thành, đã có sổ đỏ rồi.
Thế nên là có hồ sơ mà Tùng đã nêu ra thì đúng. Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý thêm một điều giúp em, đấy là làm ở cái căn cước công dân hiện tại thì mình sẽ phải lưu ý là phải gắn chip, bởi vì là các cái căn cước công dân gắn chip thì theo quy định thì mình mới bỏ cái hộ khẩu nó mới cập nhật ở trên C06, thì mình mới còn lại những các căn cước công dân hay là chứng minh thư trước đây ấy, thì nếu như mình chưa đổi hoặc là chưa đồng nhất cái dữ liệu ấy, thì mình vẫn phải cung cấp thêm số hộ khẩu liên quan đến cái của khách hàng. Lưu ý thêm phần đấy để khi mà đi tư vấn cho khách hàng thì mình cũng có cái yêu cầu của khách hàng có sự nhu cầu thu xếp tài chính, chuẩn bị hồ sơ đủ theo quý định. Vâng, cảm ơn anh Tuấn đã bổ sung thêm cho câu trả lời vừa rồi của anh Thanh Tùng về những hồ sơ mà chúng ta sẽ cần chuẩn bị khi mà có nhu cầu về thu xếp tài chính, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Thanh Tùng và anh Đỗ Tuấn ạ. Và xin được chuyển sang phần câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi này được anh chị đặt ra liên quan đến vấn đề về thẩm định ạ. Quy trình thẩm định tài sản là bất động sản của Mayfinance là như thế nào? Cơ sở gì để đưa ra kết quả định giá đó? Bao lâu thì trả kết quả? Và một câu hỏi liên quan đến vấn đề thẩm định ạ, mà xin được mời sẽ lên sóng và chia sẻ giải đáp của anh Tùng Lông ạ, giám đốc thẩm định của Mayfinance ạ. Xin chào tất cả mọi người. Để trả lời câu hỏi này thì hiện nay cái quy trình thẩm định thì nó bao gồm hai bước. Một bước là bước sơ bộ tài sản. Bước thứ hai là bước chính thức. Tại sao lại phân ra hai bước như vậy? Tại vì thực ra hiện nay là nhân sự của Mayfinance hiện nay đang thiếu ở nhiều các cái hồ sơ phát sinh hiện nay thì nó nằm rải rác ở trên rất là nhiều cái địa bàn tại các cái tỉnh, mà trên các cái tỉnh đấy thì hiện nay là nhân sự Mayfinance thì chưa có đủ số lượng người ở tại tất cả các địa bàn. Thì khi mà Mayfinance nhận được cái hồ sơ của các anh chị gửi lên thì sẽ tập hợp vào trong một cái file Excel, và Mayfinance sẽ thường xuyên theo dõi và cập nhật các cái lượng hồ sơ các anh chị gửi lên. Khi mà có hồ sơ phát sinh thì Mayfinance sẽ sơ bộ định giá các tài sản của anh chị và trả lời lại cái kết quả sơ bộ đấy để các anh chị làm cái cơ sở để xem là cái tài sản đấy nó có đủ cái khoản vay của khách hàng hay không. Sau khi cái giá trị sơ bộ đấy thì nó sẽ đương nhiên là nó sẽ không chính xác, tại vì nó chỉ là cái sơ bộ. Bọn em sẽ ngồi ở tại địa bàn Hà Nội hoặc là địa bàn Hồ Chí Minh thì sơ bộ các tỉnh ở xa thì cái thông tin đấy thì thông tin bọn em sẽ tham khảo, nó sẽ có cái độ sai lệch độ khoảng tầm 10 đến 15% so với giá trị định giá chính xác. Thì cái giá mà đưa ra đấy, ví dụ như là nó thừa hoặc nó thiếu hụt một chút xíu thì các anh chị vẫn có thể báo với khách để triển khai định giá thực tế. Khi mà định giá thực tế thì căn cứ vào cái tình hình của tài sản tại địa bàn thì cái giá lúc đấy nó sẽ thay đổi. Thì quay lại cái vấn đề là định giá sơ bộ thì sau khi anh chị làm việc xong với khách hàng chốt được cái là cái giá đấy có thể đủ đảm bảo khoản vay hoặc cần đủ thì chuyển sang thẩm định chính thức. Thì khi mà thẩm định chính thức thì Mayfinance sẽ có người ở địa bàn, lúc đấy Mayfinance sẽ nhờ các cái đội ngũ định giá chuyên nghiệp, Mayfinance sẽ thuê các cái công ty định giá, các cái nhân sự của công ty định giá tại địa bàn đến khảo sát thực tế và tiến hành thu thập dữ liệu, tình hình các cái thông số kỹ thuật của thửa đất và các cái tin tức đang giao bán tại địa phương và đánh giá cái giá trị của tài sản sát nhất với thị trường tại thời điểm mà Mayfinance đi định giá. Thì sau khi có cái kết quả định giá rồi thì Mayfinance sẽ ban hành một cái báo cáo tư vấn giá độc lập của Mayfinance có sự. Thì cái báo cáo này thì do Mayfinance soạn thì sẽ không khác gì các cái công ty định giá hàng đầu tại Việt Nam, và kết quả đấy thì sẽ được xác thực bằng pháp lý, bằng cái thông tin sau khi phát hành ra thì các anh chị có thể căn cứ vào những cái thông tin và những cái pháp lý mà Mayfinance up lên đấy thì có thể kiểm tra lại cái tính xác thực về thông tin về giá tại địa phương. Thì tất cả những cái giá này thì Mayfinance đưa ra rất khách quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cái khoản đầu tư của các nhà đầu tư vào Mayfinance. Vâng, cảm ơn phần giải đáp rất là chi tiết và rõ ràng của anh Tùng Lâm xung quanh về vấn đề quy trình thẩm định. Và cũng tiện về phần chủ đề chúng ta nói về thẩm định thì ở đây khá để ý rằng có một câu hỏi của anh Tùng ạ, xin phép được đọc mà xin nhờ anh Tùng Lâm ạ.
để giải đáp cho anh Hữu Tùng một câu hỏi về thẩm định ạ. Tôi muốn đưa một bất động sản có thủ tục pháp lý đầy đủ tại thành phố Hà Tĩnh lên kệ. Vậy thì xin hỏi các chuyên gia thời gian thẩm định sẽ mất bao nhiêu ngày thì có thể lên được kệ ạ? Vâng, xin được mời anh Tùng Lâm ạ. Để giải đáp cái thắc mắc này của anh cộng tác viên tại Hà Tĩnh thì Lâm xin trả lời như sau. Thì cũng qua những cái bước mà như Lâm đã trao đổi vừa rồi thì nó bao gồm hai bước là bước sơ bộ và bước định giá thực tế. Thì khi mà cộng tác viên gửi tài sản lên cái trang theo dõi của Mây Finance thì gần như trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 ngày thôi thì như Lâm trao đổi ấy, thì hiện nay là do nhân sự đang hơi thiếu. Tuy là ban đầu thì Mây Finance cam kết là sẽ trong vòng 1 ngày sẽ có kết quả trả lại cho anh chị. Tuy nhiên thì do vấn đề về nhân lực, hiện nay số lượng hồ sơ mà gửi lên cho Mây Finance xử lý là đang hơi bị nhiều quá. Thế cho nên là cái thời gian nó sẽ bị giãn ra nó khoảng tầm 2 ngày. Thì sau 2 ngày thì Mây Finance sẽ có kết quả trả lại, phản hồi lại cho anh chị về kết quả định giá sơ bộ. Thì sau khi anh chị chốt được các cái số tiền vay đối với khách hàng thì Lâm sẽ sắp xếp cộng tác viên để đi khảo sát thực tế tại địa bàn cho anh chị. Từ cái thời gian mà khi cộng tác viên về và trả kết quả, nếu là tài sản ở trong khu vực thành phố thì chỉ trong vòng 1 ngày, không thì tối đa 2 ngày thì sẽ có kết quả định giá chính thức. Còn đối với khu vực ở tỉnh thì sẽ trong vòng 3 ngày có kết quả định giá chính thức cho anh chị ạ. Vâng, cảm ơn anh Tùng Lâm rất là nhiều ạ. Và xin được tiếp tục với các câu hỏi khác. Tiếp tục về yếu tố về vấn đề về chi phí ạ. Khi mà chúng ta cần thu xếp tài chính. Xin đọc câu hỏi như sau. Khi bên cần thu xếp tài chính ngoài khoản trả lợi tức và gốc thì có phải trả thêm các khoản phí nào khác hay không trong việc làm thủ tục hồ sơ? Nếu có thì bao gồm các loại phí nào và chi phí là bao nhiêu và trả vào lúc nào? Và với câu hỏi này thì xin phép được nhờ anh Tùng ạ, có thể giải đáp và chia sẻ cho các anh chị về câu hỏi này ạ. Dạ, đối với câu hỏi này thì khi mà khách hàng cần thu xếp tài chính thì ngoài cái phần phí mà theo chính sách của Mây Finance ban hành và áp dụng theo từng thời kỳ cái phí thẩm định á, thì bên cần thu xếp tài chính thì sẽ phải chịu thêm một số các cái chi phí như là phí công chứng này, phí thủ tục sang tên cho Mây Finance. Thì cái phí này sẽ do văn phòng công chứng quy định và bên dịch vụ thì họ sẽ thực hiện và thu theo từng bộ hồ sơ cụ thể. Thì cái phí này là bên văn phòng công chứng thu, mình không thu. Ngoài ra cái phí thứ hai đấy là cái thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản cho Mây Finance ấy, nó rơi vào khoảng tầm 2% theo giá trị của bất động sản, thì cái này là theo quy định của pháp luật rồi và có lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục sang tên là 0,5% giá trị giao dịch trên một lần sang tên. Thì hai cái cái thuế thu nhập cá nhân và cái lệ phí trước bạ sẽ nộp cho cơ quan nhà nước chứ không phải là cho Mây Finance. Còn đối với Mây Finance thì ngoài cái phí thẩm định đấy ra thì sẽ có cái phí mà duy trì quyền mua lại cái tài sản đó, thì sẽ ban hành cho khách hàng theo từng thời kỳ. Thì mọi người nhìn vào cái mức phí này thì mọi người sẽ hỏi là tại sao lại nhiều phí thế, nhiều loại phí như vậy. Thế thì cái chi phí cho người thu xếp tài chính sẽ rất là cao. Thì cái việc này ấy, thì Tùng cũng phải xin chia sẻ rất chân thành đối với cộng đồng của mình là như thế này. Thì cái cơ chế mà chúng ta phải mua cái tài sản này là bởi vì chúng ta phải đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Thì cái cơ chế này nó cũng thuộc theo thông lệ của thị trường thôi, tất nhiên là không phải là ngân hàng. Các cái tổ chức thu xếp tài chính, nó gọi là dưới chuẩn ngân hàng đấy, thì người ta buộc phải làm như thế này để đảm bảo về rủi ro. Thì cái phí như cao là nó là không tránh khỏi, thực sự nó là không tránh khỏi. Và ngoài ra ấy, chúng ta còn cung cấp thêm cho nhà đầu tư một cái quyền, đấy là trong cái trường hợp mà kể cả bên thu xếp tài chính người ta có không mua lại cái tài sản này thì Mây Finance cũng phải đứng ra mua lại cái tài sản này. Thế nên là nhiều khách hàng cần thu xếp tài chính tới Mây Finance có thể kêu là phí phí cao. Tuy nhiên thực ra là Mây Finance là cũng chỉ theo thông lệ của thị trường thôi, chứ Mây Finance không hề cao và thậm chí là còn thấp hơn thị trường khoảng tầm 20 đến 30%. Cái này Tùng có thể chắc chắn. Nếu không thì mọi người có thể kiểm chứng bằng cách là thu xếp tài chính ở bên ngoài. Đó. Thì tóm tắt lại là Mây Finance sẽ bao gồm các cái phí này đối với khách hàng thu xếp tài chính này. Cái thứ nhất, đấy là cái phí thẩm định. Hiện tại là đang free đấy, nhưng mà về sau là chúng ta sẽ thu. Cái thứ hai ấy, nó sẽ là cái phí để mà quyền mua lại tài sản của cái bên cần thu xếp tài chính.
Và ngoài ra có các cái phí cho các cái bên thứ ba khác như là phí công chứng, chứng cho văn phòng công chứng này, hay là phí thủ tục sang tên này. Ngoài ra có thêm cả thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nộp cho cơ quan nhà nước. Đó, thì đấy là câu trả lời của Tùng ạ. Vâng, cảm ơn anh Thông Tùng rất là nhiều và xin phép được chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi liên quan về yếu tố về pháp lý, thưa anh chị. Xin được đọc câu hỏi như sau. Tại sao trong hợp đồng lại có điều khoản nhà đầu tư sẽ chịu cái phần phân chia khoản lỗ nếu có? Vậy thì có giống như là đang đi mua trái phiếu được đảm bảo bằng bất động sản hay không? Nhờ team Mayfinance có thể giải đáp rõ hơn về điều khoản này trong hợp đồng ạ. Và bậc yếu tố về hợp đồng về pháp lý xin được mời anh Đỗ Tuấn ạ, giải đáp cho anh chị về câu hỏi này ạ. Vâng ạ, đối với câu hỏi nó liên quan đến hợp đồng này thì em xin giải đáp như sau ạ. Thứ nhất là hiện tại thì cái hình thức mà để các nhà đầu tư hợp tác đầu tư cùng với Mayfinance thì sẽ các nhà đầu tư và Mayfinance sẽ hợp tác đầu tư thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Thì theo quy định của pháp luật thì hợp đồng hợp tác đầu tư này thì về nguyên lý là các bên cùng nhau góp vốn, cùng nhau góp tài sản để cùng nhau thực hiện các hoạt động kinh doanh và vừa phân chia lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đấy nếu có từ hoạt động kinh doanh đấy, và nếu trong trường hợp như là phát sinh cái rủi ro nếu có, để nó rõ là nếu có thì sẽ cùng nhau phân chia cái rủi ro đấy. Tuy nhiên thì cái mục tiêu một cái mục đích để cái việc mà điều khoản nó liên quan đến việc là phân chia khoản lỗ nếu có, thì thứ nhất về nguyên tắc thì với hợp đồng hợp tác kinh doanh thì theo quy định pháp luật thì mình phải đề đủ các yếu tố để đảm bảo cái hoạt động của Mayfinance với nhà đầu tư thì tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên ấy, thì đối với các cái mô hình hoạt động của Mayfinance thì hoàn toàn đảm bảo cho nhà đầu tư nhận được về 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 mặt rủi ro không thể xảy ra. Thứ nhất là gì, về cái cấu trúc sản phẩm cũng như là các tỷ lệ đảm bảo an toàn đối với trên một tài sản thì Mayfinance cũng đã chia sẻ với anh chị là cái tỷ lệ đầu tư trên một tài sản của nó rất là thấp rồi. Thứ hai ấy, là anh chị có thể xem, các nhà đầu tư có thể xem là đối với lại cái dòng tiền mà nhà đầu tư nhận được á, thì Mayfinance luôn luôn cam kết là các nhà đầu tư luôn nhận được cái dòng tiền nó thể hiện ở cái văn bản chuyển giao khoản đầu tư. Vậy nên là cái điều khoản này mục đích đưa ra là để nhằm tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động, còn lại các cái rủi ro trong đầu tư xảy ra thì sẽ rất là ít và rất hạn chế, cũng như là nếu có xảy ra thì Mayfinance cam kết là các nhà đầu tư luôn luôn nhận được những cái phần lợi tức cũng như là các cái phần mà liên quan đến lợi tức đã được thể hiện trong cái văn bản chuyển giao khoản đầu tư. Một điều nữa nó liên quan đến cái việc là lý do tại sao lại để, thì đối với các cái bộ hợp đồng bộ biểu mẫu này ấy, thì khi team Mayfinance xây dựng lên ấy, thì cũng đã có tham khảo về mặt đánh giá pháp lý của các đơn vị tư vấn độc lập về mặt pháp lý cho dự án, và họ cũng đã tư vấn lại các cái yếu tố để đảm bảo về mặt pháp lý của dự án, về pháp lý về hoạt động về đầu tư này, thì họ cũng khuyến nghị là sẽ đưa thêm các cái điều khoản để chúng ta tuân thủ các cái quy định của pháp luật thôi. Nếu còn lại về cái mặt rủi ro thì gần như là chúng ta sẽ rất là hạn chế và gần như sẽ không 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 gây ra các cái phần khoản lỗ trong hợp đồng nó ghi cho các nhà đầu tư. Đấy thì Tuấn cũng chia sẻ thêm một chút về về mặt pháp lý là tại sao lại có những cái điều đấy được ghi ở trong hợp đồng. Và cảm ơn anh Tuấn đã phần giải đáp rất là chi tiết về câu hỏi vừa rồi. Và xin được chuyển sang câu hỏi tiếp theo ạ. Và một câu hỏi về liên quan về quyền lợi chính sách này cho các tư vấn viên ạ. À, xin đọc câu hỏi như sau. À, cho tôi hỏi chính sách hoa hồng cho người giới thiệu khi họ giới thiệu được nhà đầu tư tham gia và đã rót vốn thì như thế nào? Người giới thiệu có được hưởng hoa hồng của các lần đầu tư tiếp theo của nhà đầu tư hay không? Và với câu hỏi này thì xin được mời anh Thanh Tùng ạ giải đáp cho anh chị về câu hỏi liên quan đến chính sách. Dạ vâng ạ, thì liên quan đến cái chính sách mà giới thiệu khách hàng đầu tư hay là khách hàng mà cần nhu cầu thu xếp tài chính á, thì cái này thì Mayfinance là chịu sự quản lý của tập đoàn, thì cái này mọi người có thể liên hệ anh Tùng Trần để có cái thông tin chính xác nhất, bởi vì hiện tại là anh Tùng Trần là đang quản lý cái chính sách đó. Cái này thực ra là như này, cái đấy thì mọi người ấy là nên nên tìm đến anh Tùng Trần là đội ngũ phát triển thị trường của mình ấy, để được cung cấp cái chính sách này. Còn ví dụ như bản thân Tùng thì Tùng sẽ không thể public được cái chính sách này bởi vì nó thuộc các cái phạm vi về cộng tác viên khác nhau. Đó, Dạ vâng. ví dụ như Mayland và đội ngũ cộng đồng của chúng ta là một cộng tác viên của Mayfinance chẳng hạn, thì toàn bộ chính sách là sẽ do cái khối phát triển thị trường quản lý.
hay là tập đoàn quản lý đó, thì Tùng phát biểu ra thì nó sẽ không chuẩn với mọi người. Sẽ chờ thời gian tới đúng không ạ, sẽ được anh lãnh đạo Trần Tùng chia sẻ rõ hơn cho anh chị và chi tiết về chính sách để cho các tư vấn viên khi mà chia sẻ Mayfinance ạ. Và sẽ được chuyển sang câu hỏi tiếp theo và một câu hỏi liên quan đến yếu tố về pháp lý thưa anh chị. Khi xem các giấy tờ pháp lý không có chứng từ thể hiện việc Mayfinance thỏa thuận về thời gian và phí với bên thu xếp tài chính, và một điều nữa, hợp đồng chuyển nhượng thể hiện số tiền rất lớn dẫn đến chi phí nộp thuế rất cao cho bên thu xếp tài chính. Xin được nhờ team Mayfinance có thể giải đáp rõ hơn về vấn đề này. Và với câu hỏi về yếu tố về pháp lý sẽ được mời anh Đỗ Tuấn ạ, chia sẻ giải đáp cho anh chị ạ. Vâng, thưa các anh chị, đối với lại các cái thỏa thuận nó liên quan đến việc là duy trì cái quyền chuộc lại của bên cần thu xếp tài chính thì bản thân cái bên cần thu xếp tài chính họ cũng không mong muốn và cũng không muốn public toàn bộ các cái thông tin và cũng như là các thỏa thuận này ra với bên ngoài. Nó liên quan đến rất nhiều cái yếu tố về về uy tín tín dụng của các bên đấy đối với lại các tổ chức bên ngân hàng khác, nó liên quan đến câu chuyện là sau này tiến hành vay vốn. Và nếu ngân hàng bây giờ họ biết những cái khách hàng này đã từng thu xếp tài chính ở bên ngoài như vậy thì họ sẽ đánh giá rất là thấp cái năng lực trả nợ của họ cũng như là cái điểm xếp hạng tín dụng của các cá nhân này. Vì vậy rằng cái đặc thù là cái ngành này là vậy, các cái thỏa thuận nó liên quan đến việc là chuộc và duy trì quyền chuộc lại hoặc là cái phí để duy trì quyền chuộc lại của các bên thu xếp tài chính thì thường được bảo mật và không được cung cấp rộng rãi. Chỉ có Mayfinance hoặc là các tổ chức mà cung cấp giải pháp cung cấp các cái hỗ trợ tài chính này thì mới mới nắm các thông tin này. Còn việc thu xếp tài chính là thể hiện qua việc đàm phán cái giá, cái thông tin giá mua ấy, thì đã được hai bên thống nhất và đàm phán với nhau và cái số tiền mà giao dịch thì nó đã được thể hiện rõ trên hợp đồng. Còn về cái phần thuế phí, tại sao lại phải để cao như vậy ấy, thì để thiết làm gì? Để Mayfinance cũng muốn thể hiện rõ ràng và minh bạch là cái số tiền khi mà các nhà đầu tư góp vốn cùng Mayfinance để mà thực hiện đầu tư bất động sản ấy, thì nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng cái số tiền mà Mayfinance đã đầu tư cho bên cần thu xếp tài chính. Vì vậy là cần phải thể hiện rõ cái con số cụ thể như vậy trên cái hợp đồng chuyển nhượng. Và cái việc mà thể hiện cái số tiền lớn như vậy trên cái hợp đồng chuyển nhượng dẫn tới việc là thuế phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng thì cái này đều được thỏa thuận và thông báo trước với bên cần thu xếp tài chính và các bên cần thu xếp tài chính thì họ đã đồng thuận chấp nhận cái vấn đề đấy khi mà thực hiện cái việc thủ tục thu xếp tài chính với Mayfinance. Mà cảm ơn anh Tuấn phần chia sẻ giải đáp vừa rồi về vấn đề về pháp lý khi mà chúng ta đang cần hiểu rõ hơn về cái thời gian cũng như là chi phí khi mà thu xếp tài chính đúng không ạ? Và xin được chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Xin phép cả nhà, câu hỏi này cũng khá là dài đúng không ạ? Thầy xin phép được tóm lược lại như sau. Khi đã hoàn hợp đồng, người cần thu xếp tài chính chưa có nguồn tài chính để mà mua lại bất động sản đã chuyển nhượng và bên cần thu xếp tài chính đã nhận 70% cái giá trị bất động sản được thu xếp tài chính. Vậy thì khi đáo hạn hợp đồng, lúc mà thanh lý bất động sản đó bán ra ngoài thị trường được 100% thì xin hỏi cái khoản chênh lệch 30% tài sản có được trả lại cho bên cần thu xếp tài chính hay không? Vâng, không biết rằng các vị chuyên gia cũng như các anh chị chúng ta đã hiểu rõ hơn về câu hỏi này chưa ạ? Và câu hỏi này thì chắc có lẽ xin được mời anh Thanh Tùng ạ để đáp cho anh chị về câu hỏi này. Thì hiện tại đối với cái hình thức mà thanh lý tài sản khi mà bên thu xếp tài chính ấy, người ta không thực hiện được các cái nghĩa vụ mua lại của mình ấy, thì cái này là Mayfinance sẽ thực hiện xử lý cái tài sản này. Và bởi vì là cái tài sản này đã thuộc toàn quyền xử lý của Mayfinance nên toàn bộ 30% còn lại nó sẽ thuộc về Mayfinance. Thì lý do tại sao Mayfinance lại cần phải làm như vậy là bởi vì ấy, là cho cái người cần thu xếp tài chính có nghĩa vụ và có cái trách nhiệm để mà đảm bảo cái việc mà hoàn thiện cái nghĩa vụ vừa thanh toán của mình ở trong trong cái thời gian mà thu xếp tài chính. Chứ nếu không thì không có cái điều khoản này ấy, thì về sau nó sẽ rất dễ xảy ra cái câu chuyện giống như là chúng ta sẽ phải lại trao đổi lại với khách hàng cần thu xếp tài chính là ông muốn bán bao nhiêu. Xong sau đấy là nói đến chia sẻ lại những cái đấy nó rất là lòng lòng ngoằng ở đằng sau. Và có thêm một cái lý do nữa mà tại sao Mayfinance cần phải làm thế, bởi vì là Mayfinance cũng cần phải đảm bảo cái lợi nhuận cho nhà đầu tư nữa đó. Thì cái lợi nhuận này ấy, thì nó có thể cao hoặc là thấp hơn cái 30% đó. Tuy nhiên là mọi người sẽ hình dung là ấy, cái việc mà chúng ta đang triển khai ấy, là chúng ta phân bổ rủi ro đều ra, phân bổ rủi ro đều ra, thì tức là chúng ta sẽ dùng cái ngon của bên này để mà bù cho cái xấu của bên kia.
Thế nên là chúng ta sẽ cần phải có cái khoản 30% này. Và ngoài ra có thêm một cái nữa, đó là cái cơ chế để mà đảm bảo cho nhà đầu tư. Thì cái câu chuyện là khi mà Mayfinance bị bên thu xếp tài chính vi phạm nghĩa vụ chẳng hạn, không có một cái luồng tiền nào để trả cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Đó, hoặc là phải chờ đến khi nào mà Mayfinance thanh lý tài sản xong thì mới có thể trả lại cho nhà đầu tư, đúng không? Thì đó sẽ là một số các cái câu hỏi phổ biến. Và cái cơ chế quản trị rủi ro ấy, đó chính là chúng ta phải cầm lại được cái 30% này và chúng ta phải trả lại cho các cái nhà đầu tư của các cái tài sản mà bị vi phạm nghĩa vụ, kiểu kiểu vậy. Thì cái cách quản trị rủi ro là như vậy, là phân bổ rủi ro đều ra và lấy cái chỗ này để bù cái chỗ kia. Cảm ơn anh Tùng với phần chia sẻ các chi tiết về câu hỏi vừa rồi của anh chị đặt ra. Và câu hỏi này xin được phép để tiếp tục mời anh Tùng về. Để tăng tính pháp lý trong lúc các sản phẩm công nghệ tài chính uy tín và không uy tín lẫn lộn, vậy thì sau khi tham gia các lớp đào tạo tư vấn viên thì tư vấn viên có được cấp thẻ tư vấn hay không? Và câu này xin được mời anh Thanh Tùng ạ. Dạ, thì thực ra ấy là cái việc mà Mayfinance cấp cho mọi người một cái thẻ hay là một cái giấy chứng nhận gì thì nó không mang nhiều ý nghĩa về pháp lý. Nó không mang nhiều về ý nghĩa về pháp lý. Nên là cái câu chuyện ở đây ấy, nó chỉ đơn giản là Mayfinance đã chứng nhận cho tất cả mọi người tham gia cái khóa đào tạo đó là có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để mà tư vấn sản phẩm của Mayfinance một Chào cách anh chuyên chị nghiệp em nhất. cộng Thôi chứ nó sẽ không có giá trị pháp lý để mọi người đi công bố với các tổ chức khác hay là với cộng đồng, bởi vì Mayfinance thực ra là một công ty rất là mới, Tùng phải chia sẻ rất chân thành như vậy, và chưa có uy tín gì ở trên thị trường cả. Cái này chúng ta phải thực sự phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau như vậy. Thì ấy, cái việc mà chúng ta nên làm ngay bây giờ ấy là chúng ta làm tất cả mọi thứ nó chuẩn chỉ, tạo uy tín trong cái thời gian đầu. Thì khi mà Mayfinance đã có uy tín rồi thì tự khắc các cái bằng chứng nhận, các cái thẻ đấy nó sẽ được công nhận ở ngoài xã hội, và thậm chí là người ta còn phải trả tiền để tham gia các cái khóa đào tạo như thế này. Đó. Thì nó giống như cái chương trình đào tạo CFA của Mỹ vậy. Không biết là mọi người có biết cái chứng chỉ đầu tư tài chính của Mỹ không? Thì Tùng đã trải qua 3 level của chứng chỉ đầu tư tài chính của Mỹ rồi. Thì cái câu chuyện tương tự là như vậy, là chúng ta sẽ phải xây dựng uy tín sau một thời gian dài thì các cái bằng cấp và các cái thẻ đấy nó sẽ có giá trị. Còn hiện tại thì Mayfinance hoàn toàn có thể cấp cho mọi người, tuy nhiên là về cái mặt giá trị ở ngoài xã hội thì nó sẽ khá là yếu, chính mà chúng xác, và ta còn cả uy tín của tổ chức nữa, tức là chúng ta hoạt động chuẩn chỉ sau một thời gian dài, tổ chức của chúng ta uy tín thì các cái chứng nhận của chúng ta sẽ có uy tín hơn. Và cảm ơn Tùng rất là nhiều ạ. Như vậy chúng ta cũng đã vừa đi qua 14 câu hỏi trong đường link ngày hôm nay. Mà Thái tin chắc rằng những câu trả lời vừa rồi của các vị chuyên gia đúng không, đã giúp cho anh chị hiểu rõ hơn và giải đáp được các câu hỏi của anh chị mà thắc mắc xung quanh về các vấn đề của Mayfinance. Và phần thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay thì xin được chuyển sang các câu hỏi mà chị đã được đặt ra trong thanh chat. Xin đọc như sau. Có một khách hàng cần thu xếp tài chính một bất động sản full thổ cư trong thời gian là 18 tháng. Sau khi quyết định giải ngân cho khách được 3 tháng thì nhà nước đưa lô đất đó vào diện quy hoạch công viên. Với trường hợp này, công ty có gặp rủi ro gì hay không? Và với câu hỏi này về yếu tố về có yếu tố về thẩm định đúng không ạ? Xin được mời anh Tùng Lâm ạ, có thể giải đáp chia sẻ cho anh Tiến về câu hỏi này ạ. Vâng, chào anh Tiến. Ở cái trường hợp mà tài sản mà Mayfinance khi mà nhận thế nhận định giá ấy, thì bản thân thì Mayfinance thì có cái kết hợp rất chặt chẽ với cả Mây Map, thì cái Map là một nền tảng về dữ liệu về pháp lý tài sản rất là gọi là gần như hàng đầu ở trên thị trường bây giờ. Thì trên Mây Map có đầy đủ các cái pháp lý của tài sản về bản đồ, có nghĩa là khi mà team định giá của Mayfinance nhận được một cái tài sản thì cái việc đầu tiên là Mayfinance sẽ lên trên cái hệ thống Mây Map để kiểm tra xem cái tài sản đấy có nằm trong quy hoạch hay không. Nếu như cái tài sản đấy nằm trong quy hoạch thì Mayfinance sẽ liên hệ với cả bên chỗ khách hàng để bổ sung những cái pháp lý như là trích lục, sơ đồ thửa đất hoặc là những cái quyết định về
mục đích sử dụng đất, có cái sự xác nhận của chính quyền địa phương xem là những cái dữ liệu về bản đồ của Mayfinance là có chính xác hay không. Thì với dữ liệu của Maymap thì hiện nay là đang có hai cái bản đồ, một là bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ xây dựng. Thì cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất thì đã quy định rất là rõ những cái loại đất, là đất ở, đất giao thông, đất công viên cây xanh, đất cơ quan nhà nước. Thì từng loại đất một thì sẽ có rất là chi tiết. Ngoài ra thì Maymap còn có các cái công cụ đo vẽ ở trên bản đồ, sẽ tính toán được rằng là những cái tài sản mà thì các cái công tác viên gửi lên ý, thì là có diện tích chính xác là khoảng bao nhiêu diện tích mét vuông nằm trong quy hoạch. Vì vậy thì cái trường hợp mà sẽ không có cái trường hợp là Mayfinance nhận một cái tài sản, sau đó mấy tháng sau mới phát hiện ra là sau nhà nước lại ra một cái quy định là tài sản đấy nằm trong quy hoạch. Tại vì như các anh chị thì việc là ngắn theo 10 năm, 20 năm, 50 năm, có nghĩa là không phải là cái kế hoạch sử dụng đất có thể bộp một phát là có thể ban hành ngay ra trên thị trường mà sẽ áp dụng luôn, mà là người ta phải ban hành trước một thời gian đấy rất là dài. Thì khi mà cái quyết định về kế hoạch sử dụng đất ban hành thì Maymap sẽ được cập nhật liên tục về các dữ liệu về bản đồ. Thế cho nên là Mayfinance sẽ check được trước cái quy hoạch đấy đối với bất kỳ tài sản nào gửi lên, mà sẽ cảnh báo lên cho các nhà đầu tư là những cái tài sản đấy có bao nhiêu mét vuông đất nằm trong quy hoạch, đất đấy trong thời gian sắp tới là sẽ bị quy hoạch làm cái gì, và Mayfinance sẽ không nhận những cái tài sản mà bị quy hoạch toàn bộ nằm trong quy hoạch. Đối với những tài sản bị quy hoạch một phần thì Mayfinance sẽ xác định giá trị của từng loại đất, đất nào nằm ngoài quy hoạch thì vẫn tính giá trị theo giá trị thị trường bình thường, còn giá trị còn những cái diện tích đất mà nằm trong quy hoạch thì sẽ được tính giá trị theo đơn giá đất đền bù của nhà nước. Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Tùng Lâm ạ. Thì không biết rằng mấy phần giải đáp vừa rồi thì anh Tiến đã hiểu rõ hơn cũng như giải đáp được cho anh về cái vấn đề thắc mắc vừa rồi chưa ạ? Anh Tiến có thể comment trên anh chat anh nhé. Vâng, xin được chuyển sang câu hỏi tiếp theo của các anh chị ạ. Câu hỏi của chị Loan. Cho chị hỏi, chị sinh sống và có quốc tịch ở nước ngoài, nhưng chị có một căn nhà liền kề nhờ người thân đứng tên và muốn chuyển sang tên mình thì đã có thể làm được thu xếp tài chính chưa? Nhờ các em giải thích cho chị. Cảm ơn. Và mấy câu hỏi về liên quan đến đồ về về các điều kiện đúng không ạ? Khi mà cần thu xếp tài chính thì xin được mời anh Tuấn Đỗ để giải đáp cho chị Loan ạ. À, vâng ạ. Thì đối với câu hỏi của chị Loan nó liên quan đến yếu tố nước ngoài này thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó liên quan đến việc là chị đang sinh sống ở nước ngoài thì chị có một cái mảnh đất liền kề và nhờ người thân đứng hộ và bây giờ muốn chuyển sang tên chị ấy. Hiện tại thì theo quy định pháp luật Việt Nam thì chưa cho phép người nước ngoài có quốc tịch nước ngoài được 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 nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có nghĩa là nhận mua bán đất bất động sản tại Việt Nam. Thế nên là hiện tại thì đối với việc là chị chưa có quốc tịch Việt Nam thì vẫn chưa thể 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 đứng tên trên cái thửa đất mà chị đang 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 sở hữu đấy, và vẫn phải nhờ người thân của mình đứng quốc tịch Việt Nam đứng. Cái thứ hai là đối với cái thửa đất trên mà chị có nhu cầu về thu xếp tài chính thì như em giải thích ban đầu, hiện tại chị vẫn chưa thể đứng tên trên cái thửa đất đấy. Thì nếu như chị vẫn có nhu cầu thu xếp tài chính thì hoàn toàn có thể là yêu cầu cái hoặc là nhờ cái người đang đứng tên hộ chị trên cái thửa đất đấy để làm các cái thủ tục về thu xếp tài chính với Mayfinance. Thì khi có nhu cầu thì gửi hồ sơ về việc cái thửa đất đấy, về hồ sơ pháp lý về thửa đất cũng như là các hồ sơ pháp lý về chủ tài sản thì Mayfinance sẽ tư vấn cụ thể cái trình tự thủ tục để mà thực hiện thu xếp tài chính đối với cái tài sản trên. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Vâng, xin được chuyển sang một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi này của một anh chị, có lẽ là đang ở nước ngoài ạ. Chị đặt ra câu hỏi như sau. Anh chị em đang ở nước ngoài thì có tham gia đầu tư được hay không? Và làm như thế nào? Tôi sinh sống ở nước ngoài, khi tham gia đầu tư thì có cần có mặt tại Việt Nam hay không? Và câu hỏi này xin phép được tiếp tục mời anh Tuấn Đỗ rồi ạ. Chia sẻ cho chị có ID là Galaxy A53. Vâng ạ, đối với lại các nhà đầu tư hiện tại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì hoàn toàn có thể đầu tư được với Mayfinance được. Tuy nhiên thì cách làm nó sẽ hơi phức tạp một chút. Thì hiện tại thì cái việc mà đăng ký cái app Mayfinance thì Mayfinance thì là hiện tại đang đang thực hiện cái việc mà xác thực và
và nhận các cái thông tin về tài khoản thông qua OTP. Mà OTP thì đối với cái việc đăng ký bằng số tài khoản này thì các nhà đầu tư đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì sẽ không nhận được cái OTP này. Thì thời gian sắp tới thì bộ phận công nghệ của MyFinance sẽ tiếp tục cái nâng cấp và cho ra mắt cái việc tính năng là đăng ký số tài khoản bằng Gmail, thì nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị có đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có thể đăng ký tài khoản tại MyFinance. Cái bước thứ hai là bước đăng ký đầu tư, thì khi mà thực hiện đăng ký đầu tư thì bắt buộc những cái anh chị đang sinh sống làm việc ở nước ngoài nó phải có số tài khoản tại tại Việt Nam để thực hiện. Sau khi mà hoàn tất cái quá trình mà đầu tư đăng ký đầu tư ở trên app ấy thì phải chuyển tiền này, thì các anh chị nó phải có và đang quản lý một cái tài khoản của các anh chị đấy tại Việt Nam để thực hiện cái việc đầu tư này thì mới có thể tiến hành đầu tư được. Đối với cái thời gian hiện tại khi mà chưa ra mắt được cái tính năng liên quan đến đăng ký tài khoản bằng email ấy, thì để mà đầu tư ở được và với MyFinance thì các anh chị có thể hoàn toàn là có thể nhờ mua một cái sim ở Việt Nam và nhờ người thân của mình quản lý cái sim đấy và cung cấp các cái thông tin liên quan OTP đổ về khi mà đăng ký tài khoản ở trên ứng dụng MyFinance. Đấy thì hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên cái này thì nó tương đối nó liên quan đến tính bảo mật và cái tính nó liên quan đến an toàn của nhà đầu tư, bởi vì là khi mà thực hiện đăng ký đầu tư này thì cái số các cái thông tin về về việc là số tiền đầu tư cũng như là quản lý tài sản cũng như là nhận các cái lợi tức và dòng tiền sau khi hết kết thúc đầu tư ấy, thì nó đều được trả về cái tài khoản đăng ký bằng cái số điện thoại. Vì vậy thì cũng phải nếu mà có nhu cầu đầu tư và thực hiện qua cái phương thức là mua sim ở Việt Nam và thực hiện nhận cái OTP ấy, thì cũng phải rất là cẩn trọng để nhờ những cái người thân mà cực kỳ uy tín và tin tưởng để thực hiện cái việc đấy. Đấy thì Tuấn chia sẻ với lại các anh chị các cô chú đang công tác và làm việc ở nước ngoài thì hoàn toàn có những cái giải pháp để có thể đầu tư được với MyFinance. À, như vậy chúng ta cũng đã được giải đáp rất là chi tiết rõ ràng về câu hỏi khi mà nhà đầu tư đang ở nước ngoài đúng không ạ, và muốn đầu tư tham gia MyFinance thì sẽ làm như thế nào đúng không ạ. Thì chắc rằng có nhiều anh chị chúng ta vẫn đang chưa rõ lắm về cái phí đầu kỳ này. Thì xin phép được mời anh Thanh Tùng ạ, có thể chia sẻ rõ hơn cho các anh chị chúng ta về cái khoản phí đầu kỳ khi mà người thu xếp tài chính cần phải chi trả đúng không ạ. Thì xin mời anh Thanh Tùng ạ, có thể chia sẻ giải đáp lại cho anh chị ạ. Thì đối với cái câu hỏi này ấy, cái phí đầu kỳ ấy, nó nằm trong cái tổng phí theo cái chính sách thu xếp tài chính của mình tại từng thời kỳ. Lý do tại sao phải có cái phí đầu kỳ này ấy, là bởi vì là chúng ta sẽ phải trả một số các cái chi phí trước, ví dụ như là hoa hồng giới thiệu khách hàng thu xếp tài chính, hoa hồng giới thiệu nhà đầu tư, thì đó là chúng ta đấy là những cái khoản trả trước. Và ngoài ra một phần của cái phí đầu kỳ này ấy, nó sẽ được bổ sung vào cái quỹ dự phòng thanh khoản. Bởi vì mọi người hình dung ấy là không phải là thu mỗi cái phí đầu kỳ xong mà khách hàng thu xếp tài chính người ta còn phải trả các cái phí phí duy trì quyền mua lại hàng tháng nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra là trong trường hợp nếu mà khách hàng không trả tiếp thì sao? Thì lúc đấy là chúng ta sẽ dẫn đến cái câu chuyện là phải xử lý cái tài sản đảm bảo đó và trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Thì đó là cái câu trả lời của em. Còn cụ thể về cái phí đầu kỳ hay là các cái phí hàng tháng duy trì quyền mua lại tài sản đó, thì mọi người có thể liên hệ anh Tùng Trần của phụ trách khối phát triển thị trường, anh ấy sẽ quản lý chính sách thì anh ấy trả lời sẽ chính xác hơn em. Vâng, cảm ơn Thanh Tùng ạ. Cho em hỏi là khi mà cái sản phẩm của MyFinance lên kệ từ các nhà đầu tư rồi đến những cổ đông của MyFinance cũng đang rất muốn là cái sản phẩm này nó được chạy được tốt, nhưng mà nó gián đoạn một thời gian dài như thế thì nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự tin tưởng của nhà đầu tư hoặc là cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Vì vậy cái vấn đề ở đây nó là thế nào mà cái sản phẩm này nó lại gián đoạn một thời gian tương đối dài như thế ạ? Thì tại sao công ty không chuẩn bị được trước cái vấn đề này? Mà cảm ơn câu hỏi của anh ạ, và xin được mời các vị chuyên gia của chúng ta để giải đáp cho anh về vấn đề này. Dạ vâng ạ, câu này thì để em trả lời cho anh Thái ạ. Thì em chào anh Tuyết ạ, có phải tên này là Tuyết ạ? Dạ Giới dạ thiệu em tên là dạ Núi ạ. Vâng. dạ Vâng, em tên là Núi. em thực sự là cũng phải thực sự là chia sẻ chân thành là em rất xin lỗi anh, là để đến cái thời điểm hiện tại mà Mayfinance là không có cái sản phẩm để lên kệ cho các nhà đầu tư đầu tư. Đó, thì cái lý do ấy
là em cũng đã chia sẻ ở trong cái câu hỏi trước đấy rồi. Tuy nhiên em vẫn muốn xin lỗi anh lại, bởi vì đúng như anh nói là nó sẽ kéo theo rất là nhiều các cái hậu quả ở đằng sau. Đấy là chúng ta rất kỳ vọng vào dự án và sau cái sự kiện kick-off chúng ta giãn ra một cái thời gian nó khá là dài. Đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta này, nó sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của các cái nhà đầu tư. Tuy nhiên ở đây thì nói là một lời chữa cháy thì nó cũng không không hẳn, nhưng mà đúng đúng là chủ tịch Hoàng Mai Trung của chúng ta đang muốn siết lại cái phần về quản trị rủi ro, tức là muốn làm chặt hơn. Đó thì bên Mayfinance thì vẫn đang process các cái bộ hồ sơ rồi, cái khối lượng hồ sơ thực sự là nó rất rất là nhiều, thế nên là khi mà đẩy lên tái thẩm định ấy, thì họ cũng bị ngợp, xong lên đến hội đồng đầu tư thì cũng bị ngợp nữa. Mọi người không thể hình dung được cái số lượng hồ sơ tại đẩy cho Mayfinance là bao nhiêu, lên tới 400, gần hơn 400 bộ hồ sơ đến giờ. Mà hiện tại là thẩm định của Mayfinance hiện tại là có 2 người, tái thẩm định thì bây giờ mới có 1 người, thì đó là cũng là một phần cái lý do chậm trễ. Và thêm một cái nữa là em muốn chia sẻ với mọi người ấy, là đối với giai đoạn đầu là chúng ta cái phần công nghệ về thẩm định nó chưa đáp ứng được nhiều, thì trong cái thời gian tới thì chúng ta khi mà kết hợp cái công nghệ của tập đoàn, chúng ta đẩy nhanh được cái phần thẩm định hơn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được các cái hồ sơ mà không đủ điều kiện, nó tốt hơn rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Còn ví dụ như trong thời điểm hiện tại chẳng hạn, thì anh Lâm và đội ngũ của anh Lâm là mới có 1 bạn thôi, là vẫn phải process, vẫn phải thẩm định các cái bộ hồ sơ mà không đủ tiêu chuẩn rất là nhiều. Và nó làm cho cái thời gian thẩm định nó bị kéo dài hơn là như vậy. Đó. Thì cái phương án ở đây trong thời gian tới ấy, nó cũng ngay trong tuần sau thôi, thì là sẽ bổ sung thêm nhân sự về thẩm định và thực hiện kết nối các cái công nghệ về thẩm định với tập đoàn để sao cho nó được nhanh nhất. Chứ đúng như anh nói, để đến cái thời điểm hiện tại, thực sự là em rất ái ngại và xấu hổ, phải xin lỗi trước toàn thể cộng đồng chúng ta luôn. Cái này thì em công nhận luôn, chứ em không có gì trốn tránh ở đây cả. Thì rất mong mọi người thông cảm và trao đổi với các cái nhà đầu tư thông cảm là chúng ta đang mong muốn là đưa một cái dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Nên là trong cái thời gian đầu vận hành nó chưa có những cái chưa hoàn thiện, thì rất mong là cộng đồng cũng như là các nhà đầu tư anh chị em có thể thông cảm cho Mayfinance. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn cả nhà đã tham gia buổi Zoom ngày hôm nay. Thì em biết là trong cái buổi Zoom này có những cái câu trả lời của đội ngũ Mayfinance là chưa thực sự thỏa mãn tới cộng đồng, tới tất cả các anh chị, các cô, các bác. Tuy nhiên là đội ngũ Mayfinance sẽ nỗ lực từng ngày, và thậm chí là bây giờ anh Lâm vẫn phải đang thẩm định một số các cái bộ hồ sơ mà chúng ta đẩy lên. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì mọi thứ nó sẽ được hoàn thiện sớm để mà phục vụ cho tất cả mọi người ạ. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ dự án Mayfinance. Em cảm ơn cả nhà.